Tô Lâm xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Giấy chứng nhận đăng ký xe là một trong ba loại giấy tờ cần phải mang theo khi tham gia giao thông, nên chắc chắn đây là một nội dung được rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại. Và điều đặc biệt nhất là theo thông tư số 24 ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 của năm 2023, có một nội dung rất mới, đó là tổ chức cá nhân có trụ sở, nơi cư trú, nơi đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe tại địa phương đó. Lưu ý rằng trừ trường hợp chúng đấu giá biển số xe. Tuy nhiên, điều mà các bạn đang quan tâm nhất đó là việc đăng ký ở nơi tạm trú là rất rõ rồi, nhưng sẽ nhận được biển ở đâu? Ở nơi tạm trú hay ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú? Do đó, thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra một số ý kiến cụ thể nha, mà mình có tham khảo được từ một số bên uy tín này và thường xuyên làm về nội dung đăng ký này để các bạn cùng tham khảo. Nhưng trước hết ấy, vẫn phải chờ qua ngày 15 tháng 8 năm 2023 sẽ có câu trả lời chính xác nhất và cụ thể nhất các bạn nha. Sau đây thì mình sẽ lấy một ví dụ cụ thể theo đúng câu hỏi của các bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình. Bạn A vừa mua được một chiếc xe Honda Winner X thế hệ mới V3 của năm 2023 và có hộ khẩu thường trú tại phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu và đang tạm trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông của thành phố Hà Nội các bạn nha. Thì bạn A hoàn toàn có thể lựa chọn đến một trong hai cơ quan đăng ký xe cấp phường trên để làm đăng ký xe. Hiểu đơn giản ấy là bạn A đang tạm trú ở Hà Nội mà hộ khẩu ở Lai Châu thì bạn A vẫn có thể đăng ký xe tại Hà Nội một cách bình thường. Đây là một nội dung mới nhằm giúp cho bạn A nha, không phải di chuyển một quãng đường hơn 400 km để về Lai Châu đi đăng ký xe như trước đây. Tuy nhiên ấy, theo như mình có tham khảo được thì vấn đề ở đây là bạn A được phép đăng ký ở Hà Nội nhưng sẽ không được lấy biển số 30 của Hà Nội mà vẫn phải lấy biển số 25 của Lai Châu. Các bạn lưu ý cho mình ở nội dung này. Với những thông tin như thế này cũng sẽ khiến nhiều bạn lầm tưởng và vỡ mộng ấy khi muốn sở hữu cho mình biển số 30 của Hà Nội. Và cũng giống như trước đây mà thôi, bản thân Top 5 ấy khi mua một chiếc xe Honda Winner X phiên bản thể thao màu xám khói năm 2020 cũng như vậy luôn. Mình đang tạm trú ở Lai Châu và có hộ khẩu ở Tuyên Quang. Nhưng thay vì mình về Tuyên Quang để đăng ký trực tiếp này, thì mình có nhờ làm trọn gói bên đại lý mà Top 5 mua xe. Chỉ cần nhá, có căn cước công dân mà thôi là có thể đăng ký xe được. Tuy nhiên khi nhờ đại lý thì Top 5 sẽ phải mất thêm một chút phí vào khoảng tầm từ 200-300k. Sau khoảng 2 tuần thôi là sẽ nhận được đăng ký và biển số xe các bạn nha. Thực sự ra nói là mới thôi, nhưng vấn đề đăng ký xe tại nơi tạm trú vẫn sẽ được nhận biển như trước đây mà thôi, theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bạn. Các bạn thấy sao? Hãy cứ để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình các bạn nha. Phần tiếp theo của video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ thêm một nội dung mà các bạn ấy cũng đang thắc mắc rất nhiều, đó là đi xe mới mua mà chưa có đăng ký và bốc biển mới thì có bị xử phạt hay không? Khi mua xe mới từ cửa hàng, chắc chắn nhiều bạn muốn trải nghiệm luôn cái cảm giác lăn bánh trên đường. Tuy nhiên ấy, nếu cứ như thế mà đi trên đường mà gặp cảnh sát giao thông thì chắc chắn các bạn sẽ bị xử phạt vi phạm. Lúc này bạn sẽ bị xử phạt cùng một lúc hai lỗi, đó là lỗi không có giấy đăng ký xe và lỗi không có biển số xe. Với xe ô tô mới sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng vì lỗi không có giấy đăng ký xe. Đồng thời cũng sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng vì lỗi không có biển số xe. Như vậy, tổng mức phạt của bạn sẽ dao động từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, các bạn còn bị cảnh sát giao thông tịch thu xe và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với xe máy mới, sẽ bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng vì lỗi không có giấy đăng ký xe. Đồng thời cũng sẽ bị phạt tiền từ 800 đến 1 triệu đồng vì lỗi không có biển số xe. Như vậy, tổng mức phạt của bạn sẽ dao động trong khoảng tầm từ 1 triệu 6 đến 2 triệu. Ngoài ra thì các bạn còn bị cảnh sát giao thông tịch thu xe các bạn nha. Vì vậy, để không phải nộp phạt với số tiền nêu trên, trước khi làm thủ tục đăng ký xe và cấp biển số xe mà muốn mang xe đi trên đường thì các bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời. Lưu ý các bạn như vậy. Thông tư số 24 mới cũng có nội dung này ở phần cuối của thông tư luôn các bạn nha. Thủ tục này cũng rất đơn giản thôi, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được một cách nhanh chóng. Trước hết, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm có như sau. Với xe sản xuất lắp ráp trong nước, thứ nhất là giấy đăng ký xe. Thứ hai là bản sao hóa đơn bán hàng. Còn đối với những xe nhập khẩu,
Thứ nhất là giấy đăng ký xe. Thứ hai, bản khai hàng hóa nhập khẩu. Thứ ba, tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các bạn có thể đến cơ quan đăng ký xe nơi gần nhất để thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời. Các bạn có thể đến trực tiếp để nộp hồ sơ cũng được các bạn nha. Hoặc có thể ủy quyền cho cá nhân tổ chức dịch vụ đi làm thay các bạn. Nhưng ấy, nhất thiết phải có giấy ủy quyền đến từ các bạn. Tuy nhiên, sẽ phải mang theo các bản chính của các loại giấy tờ nêu trên để đối chiếu này và sao công chứng theo quy định. Nhưng bạn không cần phải mang xe đến để làm thủ tục đăng ký xe tạm thời đâu. Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và đúng các thủ tục theo quy định thì bạn sẽ được bấm nút để nhận biển số tạm thời. Về lệ phí cấp đăng ký xe và biển số tạm thời, đối với cả ô tô và xe máy đều chung mức lệ phí là 50.000 đồng trên một xe. Biển số xe tạm thời được làm bằng giấy này, có kích thước như biển số xe thông thường hiện nay. Còn giấy đăng ký xe tạm thời sẽ có giá trị trong vòng tối đa thời hạn là 30 ngày các bạn nha. Lưu ý với các bạn rằng, chỉ được dùng xe tham gia giao thông theo thời hạn trên tuyến đường và phạm vi có ghi trong giấy đăng ký xe tạm thời mà thôi. Đó là toàn bộ nội dung thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này. Đặc biệt là trả lời cho các bạn câu hỏi mà các bạn đang lăn tăn phân vân rất nhiều. Dù biết rằng các bạn biết rất kỹ rồi, đăng ký nơi tạm trú là rất rõ rồi. Nhưng ấy, sẽ nhận được biển ở đâu? Ở nơi tạm trú hay là ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú? Thì mình đã đưa ra ý kiến của cá nhân Tốt Nam các bạn nha. Sau khi đã tham khảo từ một số bên uy tín để các bạn cùng tham khảo. Cũng như là nói rõ về nội dung ấy, khi các bạn mua xe mới mà lưu thông trên đường chưa có đăng ký, chưa có biển số thì sẽ bị xử phạt như thế nào. Rất rõ thông qua video này rồi. Các bạn cứ thoải mái để lại bình luận ở phần nhận xét để bổ sung thêm cho video của Tốt Nam trở lên ấy, hữu ích hơn, ok hơn và đáng để quan tâm hơn các bạn nha. Rồi, cái video này của mình, nếu hay các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Tốt Nam các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.